Putamahang Putthang Chathamang Chapanama Misang Khang. Đệ tử xin thành kính để lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện nhờ quy đức Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo xin gia hộ đến toàn thể chư tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt trong pháp hội hôm nay, mong cho tất cả được sở vui tiến hóa, thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có hai cái cuộc lễ, là lễ cúng hội rằm tháng giêng như sư đã trình bày với quý vị khi nãy, và hôm nay ở trong Phật giáo cũng tiếp nhận được sáu cư sĩ là ba cận sự nam Upasaka và ba tín nữ Upasika. Và trong cái ý nghĩa này thì sư muốn nhắc chung cho các Phật tử chúng ta, chúng ta có niềm tin nơi Phật Pháp, chúng ta quy y Tam Bảo là một điều may mắn cho chúng ta. Vì thật không dễ gì những cái kiếp sống được sanh ra ở đời mà một người có thể có niềm tin với Đức Phật, với Giáo Pháp và Chư Tăng chúng, khó lắm. Có một trường hợp mà các anh thị nam vô ngồi nghe pháp, có người thì ngủ gục, có người thì lo tái mái cái tai, khều móc cái này cái kia, không có chú tâm nghe pháp. Có người thì ngồi bao gối rung đùi, có người thì ngó mông ra ngoài. Đức Phật ngài thuyết pháp như vậy đó, chỉ có một người lắng tai nghe pháp. Và tôn giả Nan Đa bạch hỏi Đức Phật vì sao Đức Phật nói khó lắm. Mặc dù được diện kiến bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài ngồi ở trước mặt ngài thuyết pháp, nhưng mà không phải ai cũng dễ lãnh hội giáo pháp đâu. Vì sao vậy nè Nan Đa? Những chúng sinh mà ở trong đời quá khứ, họ quen cái tập khí, như cái nhóm người đó đó, đã trải qua 500 kiếp sống. Có người trải qua 500 kiếp sống làm con trùng, cho nên trong 500 kiếp sống đó, họ có cái thói quen là cứ lủi vô đất rồi họ đụng đất lên, con trùng nó đụng đất lên, nó quen cái thói quen đó đi. Và trong suốt 500 kiếp sống đó, họ chưa từng nghe cái danh từ gọi là Đức Phật, Bồ Tát, Giáo Pháp, Thầm Má và Sang Khá là Tăng Chúng, họ chưa từng nghe. Cũng vậy, người mà ngồi không yên, lắc qua lắc lại, rung đùi, vân vân, thì người này 500 kiếp sống đã làm khỉ. Cho nên bây giờ họ có cái tập khí thói quen đó, và họ đã trải qua 500 kiếp sống khỉ,
cái giống khỉ không từng được nghe cái tiếng Phật Pháp Tăng, cho nên bây giờ gặp Phật Pháp Tăng khó lắm. Con người 500 kiếp sống quá khứ, họ đã từng làm những vị Bà La Môn xem thiên văn, chỉ nhìn sao trời để đoán điềm thôi, cho nên họ cũng không có cái duyên để nghe cái tiếng Phật Pháp Tăng. Thì bây giờ họ gặp Phật Pháp rất khó. Còn những người mà bây giờ đó, họ vừa đi đến chùa, họ nghe xong thời Pháp, họ bắt đầu phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi. Như các Phật tử chúng ta đây, cũng như mấy thị nam tín nữ mới đó, là tại vì có duyên lành trong quá khứ. Và kiếp này chúng ta có duyên lành, chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì đời sau chúng ta tiếp tục, chúng ta gặp Phật Pháp Tăng nữa. Cho nên chúng ta phải trân quý cái điểm này. Một cái điều thứ hai mà sư muốn nhắc ở đây đó, là khi đã là một người Phật tử quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì chúng ta luôn luôn có cái sự tôn kính, cái sự tôn trọng và đảnh lễ cúng dường đến Phật Pháp Tăng. Nhưng mà các Phật tử chúng ta nhớ ở trong cái bài kinh Owada Panamukha, cái lễ hội rằm tháng giêng mà được chư tăng tụng đọc đó, và Đức Phật ngài dạy rằng vô bà nát tham ma nu tham mấp pati pano viharati sami chi pati pano anu tham ma cha ri so ta tha ga tăng sắc ca ro ti ca ro ga ru ca ro ti ma ni ti pu chi ti parama yi pu cha ya pati pat ti pu cha ya. Người nào sống thực hành theo giáo pháp, thực hành theo lời dạy của Đức Phật một cách bí mật, người đó là người tôn trọng Như Lai, kính trọng Như Lai, đảnh lễ Như Lai, cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Và cái sự cúng dường cao thượng này tức là sự cúng dường mà cách thực hành pháp và tiếp bách tiếp bù chạy. Người Việt chúng ta có cái câu là cung kính bất như phụ mạng. Chúng ta cung kính cha mẹ, nhưng mà chỉ bằng lời nói suông, nó không có hay bằng cái sự vâng lời cha mẹ. Cha mẹ dạy cái gì nhớ cái đó, luôn luôn khắc ghi cái lời dạy của cha mẹ, không dám bỏ qua, thì như vậy là người con có hiếu. Cũng vậy, khi mà chúng ta quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta phải là người cúng dường Đức Phật bằng cái sự cúng dường cao thượng. Đó là cái việc thực hành theo giáo pháp. Bây giờ đó, chúng ta bình thường chúng ta cứ thân làm ác, khẩu nói là ác, ý suy nghĩ ác, chúng ta có tà kiến, chúng ta luôn chống đối với Đức Phật, chống đối với giáo pháp, chống đối với tăng chúng, thì miễn là tới ngày rằm quơn mình đi chùa, người đó đi chùa đem bông hoa đến cúng dường Đức Phật, cầm ở trên cái bình bông cho có, thắp ba nén hương rồi đi về, không có quan tâm Đức Phật đã dạy những gì, thì như vậy người đó
không phải là cúng dường Như Lai bằng cái sự cao thượng, không phải là người tôn kính Như Lai. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều là hễ chúng ta cung kính Đức Phật, chúng ta cúng dường Đức Phật, thì chúng ta phải cái thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Bao giờ sư cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho chư tăng, chư tôn nữ và chư Phật tử chúng ta nhớ cái chỗ đó. Bởi vì khi mà chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật là chúng ta đã làm những điều mà cái tâm nguyện của Ngài khi còn là vị Bồ Tát. Khi Ngài còn là một vị Bồ Tát Vua Thi Sát Tá, Ngài có cái tâm nguyện là sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác để mà tự giác giác tha giác hành viên mãn. Khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài đem truyền dạy giáo lý đó, Ngài chỉ dạy cái con đường giải thoát. Nhưng mà mặc dù pháp Đức Phật là thuyết hay, nhưng mà chúng sanh không chịu thực hành, thì như vậy là chúng ta đã cô phụ cái lòng của Đức Phật, cô phụ lòng của Đức Phật. Ngài xuất hiện ở đời để Ngài dìu dắt chúng sanh thoát khỏi cái sông mê bể khổ, là cái biển khổ trầm luân. Thí dụ như một người, những người mà họ té xuống nước, họ đang bị chết, sắp sửa chết chìm, có một người nào đó nhảy xuống sông và đến để cứu họ lên, nhưng mà người này gỡ tay ra không cho cứu, thì như vậy có phải chăng cái người đó đã phụ lòng cái người có lòng tốt muốn cứu mình hay không? Phụ lòng người ta này nhảy xuống cứu mình mà mình không có chịu cho người ta nắm tay kéo lên, thì như vậy chúng ta chết đi đã đành rồi. Nhưng mà chúng ta không phụ lòng. Cũng vậy, Đức Phật về cái mục đích là Ngài xuất hiện ở đời để mà chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc cho chúng sanh. Lời dạy của Ngài rất là đẹp, rất là tốt, nhưng mà chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ biến giáo pháp của Đức Phật trở thành một cánh hoa có sắc mà không có hương. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta, cho loài người những cái viên đá quý là kim cương. Thế nhưng có những cái thổ dân họ không biết giá trị của viên kim cương là như thế nào, cho nên họ ra đường họ nhặt cái viên kim cương đó đem về bỏ trong bụng, trong chậu nước, chậu kiển chơi vậy thôi. Thì như vậy đã phụ cái lòng thiên nhiên rồi. Cho nên ở đây đó, các Phật tử chúng ta phải chú ý là chúng ta phải sống theo giáo pháp. Chúng ta sống theo giáo pháp, một là chúng ta phải có niềm tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật, nơi cái hiệu năng của chánh pháp. Vì chúng ta thấy cái cuộc sống này là nó khổ ải. Bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi cái sự khổ ải sanh tử luân hồi và sanh già bệnh chết này là chúng ta phải nương vào Đức Phật, một vị đã giác ngộ, đã tìm ra được cái con đường này. Này chư tỳ kheo, có một cái ngôi thành cổ ở trong rừng sâu.
Và con đường mà dẫn đến cái ngôi thành cổ đó đã bị năm tháng nó che lấp, làm cho bít lối cái con đường đó. Không ai còn biết có sự hiện hữu của ngôi thành cổ. Như Lai là người đã đi tìm được cái con đường mòn dẫn đến cái ngôi thành cổ đó. Ngôi thành cổ này tức là chỉ cho Niết Bàn. Và Như Lai là người đã tìm được con đường đó, tức là Ngài tìm được con đường Bát Chánh Đạo, con đường Trung Đạo. Chúng ta cứ dựa theo đó chúng ta thực hành. Chúng ta phải có niềm tin. Không có niềm tin thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta tu tập theo giáo pháp. Xin lưu ý với các Phật tử, nhất là những Phật tử mới quy Tam Bảo, bắt đầu kể từ hôm nay đó, trong đầu quý vị luôn luôn phải nghĩ rằng Đức Phật là thầy của con, giáo pháp là thầy của con, và tăng chúng là thầy của con. Chúng ta phải suy nghĩ dầu đi đâu làm gì, dầu cho lúc mà mình giàu hay là mình nghèo. Mình nghèo mình cũng suy nghĩ như thế này nè: bậc đạo sư, tức là bậc thầy của mình đó, bậc đạo sư há chẳng phải Ngài đã dạy rằng luân hồi là khổ đau, tất cả chúng sanh đều phải chịu cái sự chi phối của quả nghiệp mà khổ hay là vui. Ta nghèo đây cũng là do trong đời quá khứ mình bỏng sẻn keo kiết, mình không có bố thí, không có xả tài, cho nên bây giờ mình bị nghèo khổ vậy. Cái chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ cái lời Đức Phật dạy. Cho nên á, người mà Phật tử mà quy Tam Bảo, nó có bốn điều mà chúng ta thành tựu tam quy. Chẳng những người mới quy Tam Bảo mà các Phật tử đã quy Tam Bảo từ lâu rồi, quý vị cũng phải nhớ, nếu mà mình muốn thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Ở chùa này bộ ở dưới hết trà không? Chăm lại bình trà khác sao? Chế ở đây thưa quý vị, thứ nhất á, là người Phật tử chúng ta dám phát nguyện rằng con xin phó thác cái mạng sống này cho Đức Phật, cho giáo pháp và cho tăng chúng. Quý vị nhớ, mình đã quy Phật, quy pháp, quy tăng mà muốn thành tựu tam quy là mình dám suy nghĩ là con xin phó thác cái mạng sống này cho Phật pháp tăng. Quý vị có dám phát nguyện gì không? Phó thác mạng sống này, cho dù giao kề cổ biểu mình phản lại Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, một vị tu đồ quần không bao giờ ngài phản lại giáo pháp, không bao giờ phản lại Đức Phật. Chỗ trà này nó lạ quá, cho nên xuống dưới phòng khách để lấy trà đặc, chứ không có bỏ đá sữa ho bủ đá. Cái điều thứ hai đó là một người mà thành tựu quy y Tam Bảo là một người chấp nhận kể từ nay trở đi cho đến suốt đời, con là học trò, là đệ tử của Phật, của Pháp, của Tăng, và Phật Pháp Tăng là thầy của con.
chúng ta dám phát nguyện gì, dám hạ mình phát nguyện gì. Cái điều thứ ba là chúng ta dám phát nguyện rằng từ nay Acharya, từ nay cho đến cuối đời, con chỉ tôn kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng đó thôi. Đó là chúng ta thành tựu tam quy. Không phải chuyện đơn giản thôi. Có những người mặc dầu quy tam bảo rồi, nhưng mà đi núi đi non, nghe người ta nói là ở trên núi Bà Đen, núi Sam Châu Đốc vậy, chỗ đó linh lắm. Cái thôi mà đi đến đó, vô cái miếu bà chú xứ cũng lại như thế sao vậy đó. Rõ ràng là chúng ta không có cái sự nhất tâm để kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Người mời nào mà dám quyết định rằng là dám quyết tâm là từ nay đến trọn đời con chỉ nghiêng mình đảnh lễ đối với Phật pháp tăng mà thôi, thì người đó được gọi là người thành tựu tam quy. Và cái điều thứ tư ấy, thưa quý vị, một người mà thành tựu tam quy ấy, là một người phát nguyện rằng dầu cho Đức Phật có quở trách giáo pháp, có khiển trách hay tăng chúng có khiển trách, con không bao giờ phản bội lại Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Không bao giờ phản bội lại, không bao giờ phỉ báng Phật pháp tăng. Chúng ta dám phát nguyện gì thì chúng ta mới thành tựu tâm quy. Các Phật tử chúng ta thỉnh thoảng nên kiểm tra lại, kiểm tra lại cái thân phận quy tam bảo của mình đối với Phật pháp tăng, xem coi chúng ta có thành tựu chưa đó. Và một điều nữa là thành tựu tam quy rồi, người Phật tử chúng ta phải có cái sự quyết định từ nay trở đi con sẽ sống một đời sống hướng thiện. Con sẽ sống đời sống hướng thiện, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý suy nghĩ lành, dầu cho có phải thiệt thòi mất mát về tài sản hay là không đạt được tài sản lợi lộc cũng không cần. Con chỉ làm việc lành thôi, tức là thân không làm ác, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, cũng không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, ý không tham lam, không sân hận và không tà kiến, là chúng ta phát nguyện là suốt cuộc đời này con chỉ sống đời sống hiền thiện, chánh thiện thôi. Và quý vị biết rằng là khi mà chúng ta sống với cái tâm hướng chánh đó, nó tốt lắm. Đức Phật ngài dạy rằng là na tăng ma ta pita kayira anye wa pi cha nhà tất cả. Samma panihi tăng chi tăng sayeso nang tato kare. Một điều mà cha mẹ và bà con không ai làm gì được cho mình, đó chính là cái tâm hướng chánh. Cái tâm hướng chánh nó khiến cho mình thành tựu được những điều tốt đẹp. Bây giờ chúng ta dựa vào tài sản, dựa vào quyến thuộc, nhưng mà quyến thuộc của mình hiện tại, tài sản của mình hiện tại hay chức quyền của mình hiện tại, nó không có giúp được cho mình sanh về cõi trời, mà chỉ có thiện pháp mới cho mình sanh về cõi trời. Cho nên cái tâm hướng chánh đó để làm được cái thiện pháp đó. Thứ hai nữa là
cha mẹ hay bà con hay là vàng tài sản, không có mua được trí tuệ giải thoát, không có mua được cái tuệ đạo tuệ quả tu đà quần tu đà hàm a na hàm a la hán đâu, mà chỉ có cái pháp thiện mà chúng ta đã tu tập đã làm thành thuần thục nó mới đưa đến cái sự giải thoát cho chúng ta. Và cái điều thứ ba đó là một điều mà cha mẹ và bà con không làm gì được, đó chính là cái sự hạnh phúc an vui. Quý vị biết rằng là một điều mà chúng tôi rất mừng rất vui đó, là khi mà đã hiểu Phật Pháp diệu trong suốt thời gian mấy ngày bị bệnh đó, bệnh thì bệnh, thân bệnh nhưng mà tâm cũng lạc quan, không có chuyện gì hết, vẫn đi thuyết pháp bình thường, tối vẫn vô râm bình thường, không có chuyện gì, mặc dù tiếng nó khào khào vậy đó nhưng không sao cả. Bởi vì cái sự an vui đó chính là do cái tâm hướng thì, hướng chánh, cái tâm hướng chánh nó quen. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, đừng để cho bình thường khi mà chúng ta khỏe thì mặt mày vui vẻ thấy rất là dễ thương, nhưng mà đến chừng cái lúc mà mình bị nhức đầu nóng lạnh cái mặt quạo đeo buồn so cao có quạo vọ gắt gỏng với người khác, lúc đó trở thành người đáng ghét. Cho nên á, khi chúng ta bệnh, thân bệnh nhưng mà đừng để tâm bệnh. Cái này là cũng do cái tâm hướng chánh nó quen. Mà cái điều đó đó cha mẹ bà con không có làm được đâu, mà chỉ có tâm của mình tu tập mới làm được cái việc đó thôi. Cho nên quý vị nhớ cái tâm an vui ngay trong hiện tại là do cái tâm hướng chánh, mà mẹ cha bà con không làm gì được cho mình. Thứ hai là cái quả báo dân thiên sanh về cõi trời, cõi người, có tài sản trên thiên nhân loại là do nơi cái phước mình tự tạo, cho mẹ cha bà con không có ai gửi gắm được. Cha mẹ mình có thể gửi gắm cho mình đi học ở cái trường chuyên hay cái trường đào tạo tốt vân vân, nhưng mà cha mẹ không có thể gửi gắm Đức Trời Đế Thích nói rằng đây là con của tôi, sau khi nó chết xin Đế Thích dẫn nó lên cõi trời đạo lợi, không có đâu. Đức Trời Đế Thích cũng chịu bó tay, nếu mà con của các ngươi mà không có, không có làm thiện pháp làm sao mà dẫn được. Cho nên là cái tâm hướng chánh nó quan trọng lắm. Thật ra người Phật tử chúng ta phải nhớ, hãy khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tạo phước, cái tâm chúng ta hướng chánh thì chúng ta sẽ được an vui. Một điều nữa là cái điều mà sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta, ngoài cái việc mà người Phật tử chúng ta thành tựu quy y bằng cái niềm tin và cái sự phát nguyện thực hành sống theo chánh pháp, ngoài ra đó chúng ta còn phải lưu ý điểm này nữa là đừng để cho cái sự quy y của mình nó bị bận nhơ, nó không có trong sạch. Cái sự bận nhơ tam quy ở đây đó nó có hai. Một là chúng ta nghi ngờ cái sự giác ngộ của Đức Phật, nghi ngờ cái hiệu năng của chánh pháp và nghi ngờ cái sự thanh tịnh của tăng chúng. Quý chư kỳ cha, chúng ta còn có cái sự nghi ngờ tam bảo như vậy đó, là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta được trong sạch, được thanh tịnh. Quý vị xem kinh đó, hãy thấy cái đoạn nào mà nó tối nghĩa khó hiểu hoặc là dịch kỳ cổ quá, chúng ta đừng bao giờ chúng ta để cái sự hoài nghi về Đức Phật, phải lập tức đem cái vấn đề vô hỏi liền, đi đến chư tăng hỏi liền để xem coi cái đoạn kinh đó tại sao nói như vậy, con không hiểu,
Thì lúc đó Chư Tăng, những bậc có trí tuệ, những vị đó sẽ giải thích cho chúng ta nghe. Đừng để cho cái tâm mình có cái sự nghi ngờ đối với Tam Bảo. Cái điều thứ hai khiến cho bận do tam quy đó là tà kiến. Cái này dễ mắc lắm các quý vị. Mà trong cái tà kiến đó, cái sợ nhất là điên đảo tri kiến, rồi đến thiết quy bà la sát. Đơn giản thôi, nhưng mà nó rất nguy hiểm. Đức Phật đã dạy rằng sabbe sankhara anicca, các pháp hữu vi là vô thường. Nhưng mà chúng ta phàm phu thì có đôi lúc mà chúng ta nghĩ sai đi. Chúng ta nói mặc dù Đức Phật dạy pháp hữu vi danh sắc là ngũ uẩn là vô thường, nhưng mà theo ta thấy thì chỉ có cái thân sắc uẩn này, đất nước lửa gió này mới là vô thường, có già có bệnh có chết có thay đổi, chứ còn cái tâm nó không có thay đổi. Chúng ta rơi vào tà kiến chỗ đó. Chúng ta cho rằng cái tâm nó không thay đổi, cái linh hồn này nó trường tồn vĩnh hằng, là chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là chấp thường, thường tưởng, gọi là nicca sanyi. Đó là điên đảo tri kiến. Thứ hai nữa, Đức Phật dạy sabbe sankhara dukkha tít, các pháp hữu vi là khổ. Chúng ta không hiểu được cái sự khổ ở trong cái tam tướng. Bây giờ thế này nè, người ta chế cái món đồ đó ra, người ta cho cái đát cái đó, cái thời hạn là sử dụng 3 năm. Hễ xài đủ 3 năm tới cái ngày giờ đó thì tự nhiên nó rã, nó hư mục. Thì cái mà nó bị biến hoại vô thường đó, đến chừng đó tăng rã đó, thì cái tăng rã đó gọi là đúc khá. Cái lá cây mà nó đeo ở trên cái cành cây, đến khi mà nó bị vô thường, nó vàng, nó có màu vàng, nó úa, và cái tế bào sắc của cái cọng lá đó nó không còn đeo níu nổi cái cành nữa, nó rụng. Thì trong lúc nó rụng đó, chúng ta gọi là đúc khá. Cho nên chữ đúc khá, các pháp vi là khổ, chúng ta đừng nghĩ rằng cái khổ đó chỉ có con người của chúng ta mới có cái khổ. Cái khổ của chúng ta, cảm thọ khổ này là đối với một con người có cảm thọ. Nhưng mà Đức Phật nói dầu vật vô tri giác nó cũng có cái đúc khá, bởi vì nó chịu sự biến hoại. Cho nên chúng ta hiểu cái đó rồi thì chúng ta mới không có chấp sai. Là chúng ta nghĩ rằng trên đời này có những cái nó lạc, nó hạnh phúc, nó an vui. Chúng ta đừng có chấp theo cái lạc tưởng xuất khách sanh nhà. Rồi các pháp là vô ngã, sắp về tham anatta. Đức Phật đã thuyết rằng các pháp do có cái này mới có cái kia, cái này sanh cái kia mới sanh, nó trợ nhau bằng cách là năng duyên trợ cho sở duyên có mặt. Mà hễ năng duyên không có thì sở duyên không có. Thế đó là vô ngã. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng ngôi nhà, chúng ta cứ nghĩ ngôi nhà của tôi, ngôi nhà là cái gì? Nó chỉ là một cái sự tổng hợp của ruồi bè kèo cột, vách, nóc, nó hiệp thành mà thôi. Nhưng mà con người thì họ chấp sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, quẩn thức quẩn. Họ chấp có cái bản ngã. Sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Thọ quẩn là ta, ta là thọ quẩn, trong tưởng quẩn có ta, trong ta có thọ quẩn.
cũng vậy, đối với tưởng quẩn, đối với hành quẩn, đối với thức quẩn. Cái đó gọi là điên đảo tri kiến. Chấp thường, chấp lạc, chấp ngã là điên đảo tri kiến. Và cái thứ tư nữa là chấp tịnh, chấp đẹp. Chúng ta sống, chúng ta nhìn cái thế giới này qua cái lăng kính màu hồng, thấy cái gì nó cũng đẹp, nhưng mà thật sự ra nó ê chề lắm thưa quý vị, đau khổ lắm. Cuộc sống nó không có giống như mơ đâu. Chúng ta phải nhìn rõ cái sự thật, cái bản chất của nó như vậy. Tại sao? Tại vì cái cuộc sống này upadisyati loko athuvo, đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt nè, cho nên nó không có cái gì đẹp hết. Thứ hai nữa, atano loko nephisaro, đời là vô hộ vô chủ, mình không có chủ quyền, mình kiểm soát cái. Bây giờ chúng ta cho rằng cái xác thân của chúng ta nó đẹp, nó mỹ miều, nó duyên dáng, hỏi chúng ta giữ được bao lâu? Không lẽ chúng ta cứ thoa son đánh phấn, chúng ta bảo trì nó hoài sao? Thế nào nó cũng có lúc nó tiêu hoại, nó hư đi. Rồi thưa quý vị, asako loko sabang bahara bahaya gamayang, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Cần phải nhớ vậy. Dầu cho cái địa vị là vua quan hay là có tài sản thế nào đi nữa thì chúng ta phải bỏ lại hết để ra đi, bỏ lại tất cả để ra đi, chứ chúng ta đâu có đem theo được đâu. Ngày xưa người ta có cái quan niệm phải cho người chết đem theo vàng bạc châu báu qua bên kia, cho nên nhà giàu khi họ chết họ cạy miệng, họ bỏ cái viên ngọc trong đó hay là một cái thỏi vàng trong đó. Cái đó chỉ là dụ cho ăn cướp nó đào mồ lên mà nó lấy thôi. Chứ quý vị có thấy đứa bé nào mà sanh ra lọt lòng mẹ, sanh ra mở trong miệng nó có một cái viên ngọc hay là có một cái miếng vàng đâu? Đến ở quần áo còn không có kìa, nó sanh ra ở chuồng ở trần chứ có quần áo đâu. Mà chúng ta đem tẩn liệm theo để cho qua thế giới bên kia mà xài mà mặc, không có đâu. Đời nó là như vậy thôi. Unoloko atito tanha daso, đời là luôn luôn thiếu thốn, không có thỏa mãn, và suốt đời làm nô lệ cho tham ái. Quá thật vậy. Chúng ta cứ quần quật suốt cả năm này qua tháng kia, chúng ta chỉ nô lệ cho tham ái thôi. Để rồi chúng ta mệnh chung, ngó lại thì mình cũng chẳng được cái gì hết, chẳng có cái gì để làm cái hành trang đem theo trong ngày vị lai. Cho nên cuộc đời này thưa quý vị, sống trong cuộc đời này chỉ cõi tạm, sống để cho có sống vậy thôi, chứ chúng ta đừng có trách nó là thường lạc ngã tịnh. Người Phật tử nào đã quy tam bảo rồi mà còn chấp theo cái kiểu thường lạc ngã tịnh đó, người đó là bị bận do tâm quy. Quý vị nhớ, cứ là vô thường, khổ đau, vô ngã và bất tịnh. Chúng ta nhớ, thế gian này là vô thường, khổ đau, vô ngã và bất tịnh, không đẹp. Chúng ta cứ nhớ như là chánh kiến. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta cứ nhớ vậy đi, thì như vậy đó là tốt. Làm sao để sự quy y tam bảo của chúng ta có giá trị, đừng để cái sự quy y tam bảo của chúng ta chỉ bằng cái hình thức suông. Xin nói ra thì có nhiều người họ không thích, họ ghét, không phải thưa quý vị. Mình làm cái gì mình phải có giá trị, cái cuộc sống này phải có giá trị, xuất gia phải có giá trị của bậc xuất gia. Đã quy tam bảo là một người cận sự nam cận sự nữ, phải có giá trị của người cận sự nam cận sự nữ. Chứ để chúng ta quy tam bảo, hỏi quy tam bảo có cái gì cái giá trị, chỉ có cái thẻ tín đồ, cái thẻ chứng niệm quy y đó, cái chứng niệm quy bằng giấy thôi thưa quý vị, nó đâu có lợi ích gì. Cho nên người Phật tử chúng ta nhớ, chúng ta cúng dường Đức Phật. Hôm nay quý vị quy tam bảo, chúng ta hãy thể hiện cái sự tôn kính Đức Phật
bằng cái việc chúng ta thực hành. Nghĩa là trong ngày hôm nay, những người Phật tử đã quy tam bảo thì cố gắng giữ giới. Nhất là ngày hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới, người Phật tử nào mà sống thu thúc nhãn căn, dĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn là giữ Bát Quan Trai Giới. Còn những người Phật tử mới quy tam bảo thì thôi, ngày hôm nay quý vị cố gắng giữ trọn từ sáng đến chiều, mới quy y cho nên sáng từ sáng đến chiều đừng có phạm sát sanh, từ sáng tới chiều đừng có gian tham trộm cướp của ai hết, dù cho trái cà trái ớt người ta chưa cho cũng không lấy. Rồi chúng ta từ sáng đến chiều chúng ta không tài dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị nhớ một giọt rượu chúng ta cũng không để vào trong miệng, thì như vậy nó sẽ tốt cho chúng ta. Cố gắng chúng ta giữ giới. Rồi chút xíu nữa đây đó, tới cái giờ cúng dường đặt bát, người Phật tử chúng ta thể hiện cái tinh thần của người Phật tử tạo phước. Ít nhiều gì chúng ta cũng làm phước, tự tay mình đặt vào bát của chư Tăng, một cái bánh cũng được, một viên kẹo cũng được, để chúng ta tạo phước. Chứ chúng ta đừng có thấy người ta làm rồi mình đứng đó mình trơ mắt mình nhìn đó, nó không có lợi ích gì cho mình hết. Phải làm. Sư hướng dẫn cho các Phật tử không có nghĩa là sư không có làm phước đâu. Sư làm phước dữ lắm thưa quý vị. Tạo phước vật, phước đức, phước trí. Do đó cho nên sư yên tâm là yên tâm nhắm mắt để mà sư đi với cái phước làm hành trang của mình. Thì hôm nay đó, sáng hôm nay sư có cái thời pháp, cũng nhờ cái quy lực của pháp bảo cho nên cái hơi hám sư còn, sư có thể sư thuyết pháp cho quý vị nghe đỡ hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua ở chùa Bổ Đức thì sư thuyết nó hơi tệ hơn, hơi hám yếu hơn, còn hôm nay thì khỏe một chút. Thì sư mong rằng những điều mà sư trình bày, sư nói với quý vị sáng hôm nay đó sẽ đem lại cho các Phật tử tu nữ chúng ta một niềm tin nơi Phật pháp và cố gắng tu tập ngõ hầu giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, và nhất là luôn luôn chúng ta sống hiện tại lạc trú. Và xin chi phước này đến chư thiên, Đức Đế Thích, chư thiên vương xin hãy hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.